kỹ năng tu mồ rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Mình sẽ tu mồ. Thank you.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Thế mà nếu mà đang sao là tính tính tí một không? Cái gì? Tính chứ mà đầu tháng là mùng một không? Mẹ anh kia này bắt đấy, bắt gì vậy đấy, đi câu nói. Tới. Đúng rồi. Là phải đi. Tôi thì 30 đi đúng quá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nha các bạn ơi.